Thất Tổ, ngày 30 tháng 5 Ất Dậu năm 1945, Đức Thầy cùng các lão đồ mặc quốc phục đưa Lư Lương xuống chùa Thầy, An Hòa Tự. Sau khi lễ Phật và an vị Lư Lương xong, Ban Quản Tự thỉnh Đức Thầy và mời quan khách qua Tây Lan dùng nước rất đông. Trong tay Ngài cầm quyển Giác Mê Tâm Kệ mà chẳng nào nhìn vào. Tới bàn ông Cả Đô và ông Ba Đạo, Đức Thầy dừng lại hỏi: "Hai ông bữa nay muốn hỏi tôi về Cửu Quyền Thất Tổ phải không?" "Thưa phải," ông Cả Đô đáp. "Hai ông hiểu chữ Nho, vậy đạo Nho dạy ra sao?" Ông Cả Đô đáp: "Thưa Thầy, Nho có dạy Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Kỷ, Tử, Tôn, Tằng và Huyền Tôn, có phải là Cửu Huyền Thất Tổ chăng?" "Không phải." "Và dạy đây là bốn đời trên và bốn đời dưới cộng với mình, Kỷ là ta, là chín đời gọi là cửu tộc." "Thưa, còn Cửu Huyền, xin Thầy chỉ tiếp." "Đâu, ông cả đếm từ ông nội, nội tổ trở lên coi. Ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông cẩm, ông kỷ, thất đại." Tôi dừng lại vì không đếm được nữa. Đức Thầy dạy tiếp: "Đủ bảy đời rồi, cộng thêm cha và mẹ của mình nữa là chín đời. Đó gọi là Cửu Huyền Thất Tổ. Vì luật của Phật cho người tu đắc đạo cứu được bao nhiêu đó thôi. Ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ, tổ tông bảy đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu." Đức Thầy cho ông cò tàu hảo vừa xuất gia. Trích lời kể của ông Đào Thành Đô. Ha ha ha,